Với chức năng khám chữa bệnh, các trường hợp cấp cứu, các bệnh lý thuộc chuyên ngành tiêu hóa, hàng năm, khoa ngoại tiêu hóa gan mật đã khám chữa bệnh cho hơn 20.000 lượt bệnh nhân, điều trị nội trú cho hơn 4.000 bệnh nhân, tiến hành phẫu thuật thành công trên 1.500 ca, đạt hiệu quả và an toàn. Đây cũng là một trung tâm phẫu thuật về ống tiêu hóa, gan mật, tụy và sàng chậu. Hiện nay, khoa đã và đang thực hiện thành công các kỹ thuật tiên tiến theo chuyên ngành thuộc bệnh viện hạng đặc biệt. Chúng tôi phát triển sâu về kỹ thuật chuyên môn, thực hiện triển khai rộng rãi các kỹ thuật nội soi ít xâm lấn. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng tăng cường trao đổi với các bệnh viện đầu ngành trong nước và khu vực, chú trọng phát triển nguồn nhân lực trẻ, hoạt động điều dưỡng chăm sóc toàn diện để góp phần nâng cao chất lượng điều trị, mở rộng giường điều trị, đáp ứng các điều trị đối với người bệnh trong khu vực. Nhận thức được rằng để nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh thì vấn đề quan trọng là phải thường xuyên rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề cho đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng viên của khoa. Chính vì thế, khoa đã thường xuyên cử các bác sĩ đi học tập chuyên môn, tạo điều kiện cho nhân viên của khoa nâng cao năng lực, đồng thời rèn luyện y đức, tác phong làm việc và thái độ phục vụ người bệnh. Em cảm thấy nhận được sự quan tâm tận tình chu đáo của tất cả các bác sĩ với điều dưỡng rất là tốt ạ. Em muốn thay mặt gia đình gửi lời cảm ơn các bác sĩ với điều dưỡng đây. Tôi luôn ý thức về luôn luôn học tập trau dồi về kiến thức cũng như là chuyên môn để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Đấy, cùng với đó được sự đồng hành giúp đỡ của các cô chú, các anh chị bác sĩ nhiều kinh nghiệm đi trước thì tôi ngày càng làm chủ được những kỹ thuật kinh điển cũng như là tiếp cận với những kỹ thuật mới trong chuyên môn của mình. Luôn nhiệt tình trong công tác thăm khám, thái độ nhiệt tình, niềm nở, đúng mực, hướng đến sự hài lòng của người bệnh. Là một trong những đơn vị có kinh nghiệm hàng đầu về chuyên ngành phẫu thuật tiêu hóa, khoa ngoại tiêu hóa, gan mật là cơ sở thực hành chính của Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên, tham gia đào tạo, giảng dạy học sinh sinh viên, nghiên cứu sinh, đồng thời thường xuyên đào tạo và chuyển giao kỹ thuật về phẫu thuật tiêu hóa cho các bệnh viện tuyến dưới ở trong tỉnh và các tỉnh lân cận. Một trong những hoạt động đặc biệt được khoa ngoại tiêu hóa gan mật thường xuyên tổ chức đó là các chương trình từ thiện. Bằng việc trở thành cầu nối giữa các nhà hảo tâm với các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang được điều trị tại khoa, thời gian qua đã có rất nhiều bệnh nhân nghèo có hoàn cảnh đặc biệt đã được giúp đỡ. Việc làm này mang ý nghĩa rất to lớn, thể hiện trách nhiệm của tập thể khoa đối với cộng đồng. Chúng tôi cũng tích cực hoạt động, tổ chức các buổi khám chữa bệnh miễn phí vùng sâu vùng xa. Thông qua đó thì chúng tôi góp phần làm tốt công tác an sinh của Đảng, đồng thời làm tốt công tác tầm soát bệnh lý chuyên ngành về ngoại khoa. Thông qua các kênh thì chúng tôi đã có những giới thiệu các nhà hảo tâm đến để hoạt động trao quà trực tiếp cho đối với người bệnh. Việc làm này đã góp phần vơi đi nỗi đau và giải quyết phần nào cái khó khăn của người bệnh vùng sâu vùng xa đến đây khám chữa bệnh mà mắc bệnh hiểm nghèo. Chúng tôi thấy đây là một việc nhân văn và cần phải lan tỏa. Nay được các bác sĩ chăm sóc cho được ổn định, cảm thấy rất vui. Cảm ơn các bác sĩ đã quan tâm đến gia đình. Với nhiều nỗ lực trong việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đồng thời thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, khoa ngoại tiêu hóa, gan mật, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã và đang trở thành một khoa mũi nhọn phát triển mạnh tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, đào tạo và xây dựng được đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế có chuyên môn vững vàng, trở thành điểm đến tin cậy của nhân dân trong và ngoài tỉnh.